Xem chỉ tay đoán vận mệnh, xem chỉ tay đoán vận mệnh, đường chỉ tay có gì lạ? Một là dấu hiệu được thừa hưởng gia tài lớn. Bạn muốn biết mình có được thừa hưởng gia sản thừa kế hay không? Có một số dấu hiệu trên bàn tay sẽ giúp bạn đoán định được rõ hơn về điều này. Có một đường thẳng đi từ gò kim tinh lên gặp ngôi sao ở gò mộc tinh. Một mô thịt nằm dưới chân ngón trỏ là được thừa hưởng một gia tài lớn do gia đình để lại. Và một đường thẳng đi từ gò thái âm lên gặp ngôi sao ở gò mộc tinh, đó là dấu hiệu được thừa hưởng gia tài lớn do kết hôn với nhà quyền quý và cao sang. Hai là hình thửa ruộng hay hình chữ điền ở gò mộc tinh, đó là dấu hiệu người có nhiều của cải, nhà cửa và ruộng đất. Ba là dấu con sông ở gò thái dương, mô thịt nằm dưới chân ngón đeo nhẫn là có cuộc sống sung sướng và được hưởng một gia tài lớn. 4. Dấu hiệu 6 ngôi sao xuất hiện trên bàn tay là được thừa hưởng một gia tài lớn từ cha mẹ. 5. 4 đường tương đối hẹp ở ngấn chân ngón cái là được thừa hưởng gia tài lớn. 6. Hình cái xẻng trên gò kim tinh là có cuộc sống gia đình hạnh phúc và sung túc. 7. Ngôi sao nằm ở góc do đường sinh đạo và đường chí đạo hợp thành là được thừa kế tài sản lớn từ người phụ nữ. 8. Nếu có hình ngôi sao xuất hiện ở vòng cổ tay thì chủ nhân bất ngờ được hưởng một gia tài hoặc trúng số độc đắc. Nếu có 3 ngôi sao cùng xuất hiện thì càng được nhiều của cải gấp bội. 9 là hình chữ thập trong chữ V ở vòng cổ tay là có của cải do người khác để lại, tuổi già được hưởng phúc lộc. 10 là hai đường chí đạo chạy song song là gặp nhiều may mắn và được hưởng gia tài vào khoảng giữa cuộc đời. 11 là nhiều đường chỉ song song ở dưới gò kim tinh gần bìa bàn tay là được thừa kế và hưởng gia tài vào lúc tuổi già. 12. Nhiều đường chỉ nhỏ chạy theo chiều ngang đốt cuối cùng của ngón tay trỏ là dấu hiệu được hưởng gia tài. 13. Là ngôi sao ở cuối đường tâm đạo là được hưởng gia tài bất ngờ do nhân tình để lại, tuy nhiên lại bị tiêu tan vào một tay nhân tình khác. 14. Hình tam giác ở gò thái âm là được hưởng gia tài lớn. 15. Ngôi sao nằm giữa lòng bàn tay là được thừa kế gia sản lớn. Xem chỉ tay để biết về sức khỏe. Đường chỉ tay không chỉ bật mí về sự nghiệp, tình yêu hay hôn nhân mà còn tiết lộ về tình trạng sức khỏe của chủ nhân. Nhìn vào hình để so sánh và khám phá sức khỏe của bạn. 1. Là đường tâm đạo hình bậc thang. Trên đường tâm đạo phía dưới ngón áp út có hình bậc thang đại diện cho sự mất cân bằng chất canxi trong cơ thể, có ảnh hưởng đến thói quen ngủ nghỉ bình thường. 2. Là dấu hiệu liên quan đến răng. Nếu phía trên đường tâm đạo ở giữa ngón út và ngón áp út xuất hiện một số đường vân nhỏ. 3. Là hình hoa thị trên đường chỉ tay. Hình hoa thị xuất hiện trên đường chỉ tay thể hiện là ảnh hưởng về tâm lý. Nếu xuất hiện trên đường tâm đạo có khả năng bị bệnh về tim. Nếu xuất hiện trên đường chí đạo thì có khả năng bị thương về phần đầu. Còn nếu có trên đường sinh đạo thì thể hiện cho vết thương hoặc vết mổ. 4. Đường vân nhỏ liên quan tới dạ dày. Một đoạn đường vân nhỏ chạy chéo trong lòng bàn tay thì có khả năng chủ nhân gặp vấn đề về dạ dày hoặc về vấn đề tiêu hóa. 5. Là hình lưới. Phía dưới rìa bàn tay có một mảng hình lưới biểu thị cho cơ thể tích nước tiểu, axit dễ phát sinh về bệnh tật. 6. Vết răng cưa trên đường chí đạo. Nếu trên đường chí đạo có các vết như lỗ chân chim to nhỏ thì khả năng mắc bệnh đau đầu. 7. Là đường chí đạo quá dài. Đường chí đạo kéo dài đến mép ngoài của bàn tay, thông đường
là người hoạt bát quá mức, đặc biệt là trẻ con. 8. Đường liên quan tới bệnh dị ứng. Đường này dài, xuyên qua gò thái âm thì dễ mắc các bệnh về dị ứng. 9. Là hình oval trên đường tâm đạo. Đường tâm đạo phía dưới ngón tay giữa xuất hiện hình oval thì thính giác và khiếm khuyết. Nếu hình này ở phía dưới ngón tay áp út thì có vấn đề về mắt. 10. Đường phân nhánh hướng xuống dưới. Khi mắc các bệnh u uất về tinh thần thì trên đường chí đạo thường xuất hiện phân nhánh hướng xuống dưới. Sau khi phục hồi thì đường đó lại hướng lên trên, trở về hướng ban đầu. 11. Đường tâm đạo có đoạn mờ. Nếu trên đường tâm đạo có đoạn chỉ tay mờ thì biểu thị một khoảng thời gian tâm lý rơi vào tình trạng căng thẳng. 12. Hình oval trên đường chí đạo. Hình oval xuất hiện trên đường chí đạo biểu thị cơ thể suy yếu, xuất hiện trên đoạn đường khởi đầu đường chí đạo, tức là có bệnh về hô hấp. Nếu hình oval xuất hiện càng gần về phía cổ tay thì có thể bị suy nhược về cơ thể. 13. Đường liên quan tới vết thương. Đường vân ngang cắt qua chí đạo biểu thị sự thay đổi lớn về tâm trạng. Đường này càng dài càng chứng tỏ ảnh hưởng của sự kiện đó rất lớn. 14. Về chai sần. Chai sần là chỗ da cứng lồi lên thường do ma sát nhiều tạo thành, nhưng đôi khi nó cũng là dấu hiệu báo về bệnh tật của một cơ quan nào đó. Vết chai nằm giữa lòng bàn tay như trong hình có khả năng bị bệnh thận. 15. Là vân hình thoi. Khoảng 1/3 dưới lòng bàn tay có xuất hiện vết nhăn lớn hình thoi ép sát đường sinh đạo thì có thể có vấn đề về phụ khoa. Đối với phụ nữ, bệnh tiết niệu đối với nam giới. 16. Đường vân sát cổ tay vòng lên. Nếu trên cổ tay phụ nữ có một đường cổ tay vòng lên cao hướng lên lòng bàn tay, chứng tỏ khá yếu về phụ khoa, gặp khó khăn về sinh nở. Những dấu hiệu trên bàn tay cho thấy bạn sẽ rất giàu. Có một số gò và đường chỉ tay nhất định sẽ báo hiệu cho chủ nhân gặp may mắn trong các vấn đề về tài chính và trở nên giàu có. Nếu khu vực giữa các ngón áp út, gò thái dương, ngón cái, gò kim tinh và ngón trỏ là gò mộc tinh rộng và cao là nhiều khả năng chủ nhân sẽ trở thành người giàu có. Gò thái dương là gắn liền với thành công trên nhiều mặt. Gò kim tinh là mang lại cuộc sống đầy đủ và sang trọng. Còn gò mộc tinh biểu thị khả năng về lãnh đạo. 1. Là đường định mệnh sâu và thẳng. Đó là dấu hiệu quan trọng. Tiếp theo ám chỉ sự giàu có là đường định mệnh. Thường đường này bắt đầu từ đáy lòng bàn tay và kéo dài đến ngón giữa. Đường định mệnh nếu thẳng, rõ ràng, dày dặn và màu nâu và không đứt đoạn cho thấy tiền bạc sẽ chảy vào túi chủ nhân liên tục. 2. Trên bàn tay có đường công danh. Đường công danh bắt đầu từ gốc bàn tay và chạy thẳng tới gò thái dương. Dưới ngón áp út nên còn được gọi là đường thái dương. Đường này cũng có thể xuất phát từ đường định mệnh, là một nhánh của đường định mệnh và chạy tới gò thái dương. Đây là đường chỉ tay báo hiệu thành công trong lĩnh vực tài chính. 3. Các dấu hiệu khác là đường sinh mệnh, học vấn và tình duyên cũng cần dài, rõ ràng, không mờ nhạt, bởi chúng đại diện cho sức khỏe, tinh thần và thể chất, điều rất cần thiết cho cuộc sống thịnh vượng và giàu sang. Nếu gò kim tinh đầy đặn, đường định mệnh rõ ràng, đường học vấn dài móc lên như hình lưỡi câu ở cuối, là chủ nhân có nhiều khả năng sẽ giàu có bởi vì chính nỗ lực và trí thông minh của mình. Đường chỉ tay chạy dài từ đường sinh mệnh và kéo dài về phía gò thủ tinh phần dưới ngón giữa là ám chỉ tiền bạc hoặc của cải tăng lên đột ngột. Nếu trên bàn tay có đường này,
nhiều khả năng bạn sẽ giàu lên nhanh chóng khi trên bàn tay bạn có đường xuất phát từ phía gò kim tinh và hướng đến gò thổ tinh, là nhiều khả năng bạn sẽ nhận được tài sản từ chồng vợ hoặc đôi khi được thừa kế từ họ hàng. Đường chỉ tay xuất phát từ trong gò thái âm và vươn tới gò thổ tinh là báo hiệu chủ nhân sẽ thành công trong cuộc sống nhờ sự giúp đỡ của người khác. Đường này cũng cho thấy chủ nhân nhiều khả năng nhận được của cải từ phụ nữ, chẳng hạn mẹ hoặc vợ. Trên bàn tay nếu xuất hiện đường chỉ tay bắt đầu từ giữa lòng bàn tay và hướng tới gò thổ tinh, cho thấy trước giai đoạn tuổi trung niên, chủ nhân sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề về tài chính do cha mẹ để lại suốt thời thơ ấu. Nhưng từ sau tuổi trung niên, nhờ những nỗ lực của chính mình mà chủ nhân sẽ được vị trí cao trong xã hội và trở nên giàu có. Nếu đường định mệnh cuốn cong và hướng về gò mộc tinh là chủ nhân sẽ phát triển tại các lĩnh vực về chính trị, kinh doanh, đặc điểm này thường thấy ở các nhà chính trị gia nổi tiếng. Nếu đường định mệnh uốn cong về phía gò thủy tinh là người này kinh doanh sẽ cực kỳ phát đạt. Đường này cũng báo hiệu thành công ở các ngành báo chí, truyền thông đại chúng. Còn nếu đường định mệnh rẽ thành ba nhánh ở cuối, các nhánh hướng về các gò thổ tinh, thái dương và mộc tinh là chủ nhân ắt hẳn sẽ giàu có, công danh vang dội, tên tuổi lừng lẫy. Còn nếu chủ nhân có nhiều đường định mệnh trên bàn tay là người này có thể kiếm tiền từ nhiều nguồn. Các đường học vấn sinh mệnh, tình duyên và định mệnh hợp thành chữ M trên bàn tay là dấu hiệu cho thấy chủ nhân rất giỏi kiếm tiền, thường được thần tài hỏi thăm nên sẽ giàu có và thịnh vượng. Trên đây là phần luận giải về tử vi xem chỉ tay của kênh Kiến Thức. Vậy rất mong muốn các bạn hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè để chiêm nghiệm tử vi này. Chủ đề tiếp theo của các bạn thích là gì? Hãy bình luận cho Kiến Thức tử vi nhé, hoặc like đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất, nóng nhất của kênh Kiến Thức về tử vi xem chỉ tay. Rất chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được những ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.